Giữa lấy được hai stack trụ dành cho bên phía phe đối với City, sau đó họ dồn 4 người lên khu vực ở trên muốn tấn công vào vị trí của Sai đã dọn được thành công lính, sau đó sử dụng tấn cá sấu. Sau đó quay ngược trở lại chắn sức tương tốc biến lên, một mình Sai đang cân đối và những người đồng đội của Sai cũng đã đến. Bây giờ mới là hàng hạ gục, có mạng hạ gục về Sai. Đo mèng quay ngược trở lại với một combo gỡ mạng hạ gục của Sai, họ bỏ lại hai mạng hạ gục chưa lấy được trụ thì còn đánh ngược trở lại rất hay. Đây là hàng rộng với 4 người của team Black Colt đang gặp hai sử dụng tạm lửa để có thể toát về rộng cầm 1500 máu. Jisoo đã thiết cỡ để ta giữ lại được rồng và MT đã chống chịu sát thương tại điểm này. Penosity không làm điều gì cả, Coyote kẹt lại ở trong hàng đó, nice. Bị câm lặng. Coyote vẫn còn tốc biến, anh ta đã qua tự tin. Coyote bị kiệt sức, anh ta vẫn chưa bị hạ gục. Domain không có thể lao vào. Chúng ta có được màn hạ gục của Arise và Arisen ở trong pha thi đấu này. Khả năng chống chịu là rất cứng cáp nhưng đối phương không còn nhiều máu. Chúng ta sẽ lấy trụ đổi ngược lại trong tình huống này. MT có đang tuyến sau tốc biến lên, sử dụng kinh lục hốc tráng được hai người. Nhưng sức sát thương của MT ở thời điểm này là quá dồi dào, sử dụng chiêu cuối lên. Arise chưa bị hạ gục và Arai còn một hit nữa. Cuối cùng thì Coyote đã có mạng với những cú tốc biến rất quyết liệt của mình. Cái trụ đối phương chưa còn, chúng ta mất hai và gỡ được lại một. MT khóa được xóa với một người khác đang kiểm soát đầu. À, rất nhanh đối phương bắt đầu càn vào, chúng ta đã có thảm lửa của Jisoo để tạo ra. Jisoo vẫn có tình huống trừng phạt là tuyệt vời ở đây và chúng ta quay ngược trở lại hủy diệt đội hình đối phương. Double kill dành cho Sai. Arai là người thứ tư sắp phải nằm lại, chỉ có duy nhất một mình Dani thoát về mà thôi. Một tình huống đánh ngược giao tranh rất tốt của team Flat và họ cao như thế này thì càn không bao giờ có thể đến được với giao tranh với dây dịch chuyển của mình. Hắc ám soi rọi được xảy ra và Coyote đang đứng giữa đội hình đối phương để bắn. Jisoo có mạng hạ gục, Cam mất tốc biến thoát ngược trở đi. Dani cố gắng tốc biến lên để trói ổn nhưng Cam là mạng không, đó là Dani hạ mạng gục thứ hai dành cho bên phía của Jisoo. Và đồng hồ hưng động play đến từ Jisoo, đối phương mất 3 người. Cơ hội quá nhiều máu đến từ vị trí của Sai, một người chúng ta bị tấn công ở vị trí của Jisoo. Nhưng Cam bị kích sức, xin lỗi các bạn, đó là bị lão hóa. Và Cam đã lên đài điều số, chúng ta vẫn còn 5 người ở trên bản đồ. Chúng ta lấy mạng hạ gục của Arai trước, sau đó chúng ta lấy cái nhà chính. 1-0 dành cho Team Flash, đại diện số 1 của Việt Nam. Gặp số 1 chính xác đến từ bên phía của Jisoo nhưng chưa có động thái bao vào đường trên. Đường trên là solo 1-1 và cả hai cùng nằm lại. Đường giữa là lợi thế tấn công đến từ Team Flash, chúng ta thả sứ giả ra. Những quả bom áp lực từ tuyến sau. Ôi, người chúng ta đấm hạ gục được Jisoo nhưng chúng ta lấy được trụ đầu tiên của đối phương ở khu vực đường giữa. Với chỗ thời điểm hiện tại đang là 2-0 bên phía của đó Team Flash. Lao lên đến từ đó là cả đô mừng cùng vô đó là Ryan Jassai đang cố gắng đứng lắc trong cái bom khói của mình. Và có lên giữ chân và Chloe ngược Jisoo về. Nhưng Jisoo có độ cơ động là quá cao. Jisoo không, đó là Coyote từ tuyến sau đang bắt đầu có những tình huống bổ của mình, chưa mang về mang hạ gục. Vì vậy Coyote không thể có cú bổ lần hai. Một đổi một, đàn đi nằm. Coyote cũng đã phải nằm găm sống chính xác. Jisoo quyết định băng vào cam quay ngược trở lại. Ôi, rất chính xác. Và sóng âm không trúng ai cả nhưng vẫn là một cú nộ đồng cực 10 điểm của Jisoo. Thậm chí là không cho đối phương rồng luôn. Tật lính kia tiến vào, chúng ta sẽ có trụ hai. Team Flat có thể đánh ở nhịp này. Domeng đang giấu Sai của mình ở trong mùa xanh của chúng ta. Sứ giả được thả ra để gây áp lực, bắt đầu đu vào với chiều cuối. Domeng sẽ hơi đơn độc ở trong tình huống này. Coyote khép góc 3 người ở tuyến sau. Đội hình Team Flat bắt đầu phản công. Coyote bị sốc sát thương và bị hạ gục. Nộ đồng cực 3 người rất là khiên Duran, à không, lá chắn Duran khiêu khích 3 người nữa. Sai bắt đầu bay múa. Phía bên kia là Arison bị thọt lại triple kill dành cho Sai. Và anh ta cũng đã là một tình huống quét sạch dành cho Team Flat. Trận thi đấu này đang hơi ít mạng. MT đang bị dồn sát thương. MT đang thể hiện khả năng chống chịu của mình. MT bị hạ gục. Ellie là mạng ở tiếp theo đang bị đâm đến và bị đấm rất đau đến từ Arison. Ellie sử dụng đồng hồ ngưng động. Jisoo có mặt kịp thời để hỗ trợ cho người đồng đội mình, dồn sát thương vào vị trí của Arison. Ellie chưa bị hạ gục và Coyote sử dụng máy chén là sân có bảng hạ gục của đối phương đẩy ngược một người về. Và Coyote tiếp tục là một cú xoay dìu để hồi lại lượng máu. Rabo vào vị trí của Jisoo và bị lao choáng là rất khó chịu. Ellie quay ngược trở lại hồi phục đầy đủ cây máu của mình, dồn sát thương vào vị trí của Arise và Coyote vòng ngược đến sau giữ chân được đối phương và đánh thọt thay dìu. Rất nhiều bạn, 4 mạng dành cho bên phía Team Flat, chúng ta mất 3. Một lần nữa là họ đang lao lên tốc độ chúng vào người đó. Ellie, Ellie bị lên bảng điểm số ngay lập tức, siêu hồn như thế đáp xuống. Nhưng đây vẫn tiếp tục là quyết định muốn đánh đến từ bên phía của Team Flat. Chúng ta đang đánh với 4-5. Coyote block đầu lao vào tuyến sau, đó là Sai. Sai bị bế đi với hủy diệt đấu trường. Sai cắt chết được vị trí của Arison, sau đó quay ngược trở lại lăn vào bóng khói. Dani sẽ là bàn hỏng của Sai ấy thành do Sai ở kia là Cam chưa bị hạ gục nhưng cuối cùng đã bị đốt chết bởi đội tài. Jisoo quay ngược trở đi và triple kill cực ngầu nhá. Thông thạo bốn thôi và chúng ta đang được chứng kiến đó là Sai cùng với Jisoo đang phá vào cái nhà chính của FLA và tỷ số dẫn trước 2-0 đến từ đại diện Việt Nam. Băng trụ à, một pha băng trụ và nhắm vào MT, họ nhắm rất đúng người nha. Cặp đôi này thì không có quá nhiều cách để có thể sống sót với một cái pha băng trụ như vậy. Dù đã cầm cho mình là hồi máu kiệt sức và cả hai cái tốc biến được sử dụng nhưng Ellie và MT vẫn không thể nào sống sót trong một pha băng trụ được setup rất hay. Phong vào và với việc một
tình huống mà combo khá là đơn giản đến từ bộ ba đến từ bên phía của Embla, nhưng mà khoan đã, một tình huống mở giao tranh đến từ bên phía của Dirty Fast đã dùng tiện trúng vào người của Dirty Fast, lao lên đó là Sai ứng đồng hồ két để câu kéo thời gian. Sai vẫn đang cố gắng chống chịu, Sai đã có được mạng không, chính xác là Team Flash đã có được ba mạng của đó là FLA, và khi anh Tân đi ra khỏi mạng bình luận thì đã có lợi thế lại cho Team Flash. Cam đang là người ở đây đùng mừng có một góc đứng đang khá là đẹp, nhưng mà anh ta không có FNVC vẫn đang mạnh hơn chúng ta rồi, với Lee Sin với rất nhiều mọi thứ chúng ta sẽ đánh về lết nhiều hơn. Kem đang chống chịu lưới sát tường, đẩy được một người về đó và chúng ta chắc chắn sẽ có hai mạng hạ gục. Một tình huống tia truy kích chính xác, Jisoo nhảy rất nhảy và có thêm hai mạng hạ gục. Dome có một tình huống nội lồng cơ cũng trúng rất nhiều người và găm sáu găm chính xác một người. Eli bị hạ gục, Dani bay vào với chiều cuối và lại cũng có bắn cháy máy vào đội hình của bên phía Team Flash. Jisoo chưa bị hạ gục, Dani cũng không dám đuổi theo nữa. Và đang có một tình huống bứt tốc sử dụng chiều cuối lên đến từ bên phía của TF với bài vàng được cầm sẵn trên tay găm vào vị trí của MT. Một tình huống chọn mục tiêu là rất ổn đến từ fan đối với City. Khi Jisoo không, đó là MT bị hạ gục thì Jisoo sẽ không còn những tình huống được búp giáp cũng như tốc đánh nữa. Và đây là Arai với con mèo được cõng theo quay ngược trở lại với tình huống phản công thung rễu nổ bị outplay bởi cú đồng hồ ngưng đọng. Cặp đôi của Team Flash đang gặp nhiều sự khó khăn hơn. Coyote bắt đầu dạt nhà và đang dẫn đối phương di chuyển về sâu phần nhà của đối phương hơn, lăn bụng qua phía bên kia. Vẫn đang là rất nhây, sử dụng một thùng rượu để làm chậm và bị trụ bắn tát kế bên của Ellie cả. Người chơi đi rừng của đối phương xuất hiện trước, đối phương đang ăn là cực kỳ nhanh. Tôi đã nhìn thấy một giày dịch chuyển được lên đến từ bên phía của Jisoo. Jisoo sẽ đến, những tốc độ ăn của đối phương là cực nhanh. Và chúng ta đang bắt đầu gỡ lại những điểm hạ gục, tốc biến quay ngược trở đi. Chương cuối không có tác dụng ở trong tình huống này, chúng ta gỡ được hai người. Và đây sẽ là thế dồn thẳng ra Baron đến từ bên phía của Team Flash. Đó là đồng mừng, dù sẽ tới vào đồng mừng mức cho mình đó là có thể cố gắng quay ngược trở đi rồi cứ đá ngược sai về. Như vậy chỉ cần ép người chơi cùng của đó ra thôi đã thành công. Lao ra đến từ đó là cô tay lăn bụng vào người của đó là Dani. Và Coyote bị sốc sát thương, Coyote hey, đi nằm xuống sát thương, Dani nằm xuống, Rafe không còn ai để đu bám vào nữa. Chúng ta gỡ được thêm hai mạng hạ gục. Phía kia là Domen bị hạ gục bởi Sai. Sai truy đuổi rất đánh tiếp Arai được, nhưng MT đang hơi thất máu. Sao MT là Arai? Không, MT ăn được những hàng hồi phục. MT chưa bị hạ gục, MT quay ngược nhớ búp ra cho người đâu. MT bị hạ gục với một tình huống găm thiêu đốt. Chúng ta có đại bằng tiên tấn công vào người của Kem. Kem găm thiêu đốt quay ngược trở lại và có được mạng hạ gục của đó là Jisoo. Lấy chủ luôn, lấy chủ lấy được trụ và chúng ta không ăn được Baron nhưng không sao, vẫn là thiệt anh điểm để vòng vào tuyến sau của chúng ta hơn. Jisoo tiếp bụi hơi tốc biến lắc bụng giữa trận hai người, thêm cả cái mũi tên chiều cuối đến từ As nữa. Chúng ta bắt đầu dồn tấn công vào đội hình của đối phương, bỏ lại một mạng của Coyote, nhưng Coyote đã làm quá tốt trong tình huống này. Eli đang đánh vào vị trí của Dormen, Dormen mất giáp tinh thần, chúng ta mất Sai và quay ngược trở ra. Có lẽ là hơi Sai là đến từ bên phía của Dani. Dani đã quăng đi toàn bộ những cố gắng của bên phía Fnatic City trong trận thi đấu này khi đứng quá lôi với Eli là Sai. Eli lên tính chắc chắn là như vậy. Chúng ta còn hai đối phương, chỉ còn một mình Dormen mà thôi, nhưng không còn lính để lấy trụ thời khoảng thời gian này nữa. Ellie có thể lên tiếng ở giai đoạn này rồi khi mà Ellie đã có 3 món. Không thể về nhà được. Thùng rượu nổ rất hay. Chắc chắn là bên phía Fnatic không thể về được rồi. Sai đang cầm chân cam. Sao Ellie thôi. Ellie đang không. Ellie đang đánh người. Ellie đánh người trước. Coyote vẫn đang chặt đầu đối phương cực kỳ tốt. Và đây sẽ đánh nhà. Arai đang dọn lính. Chúng ta không còn lính nữa. Chúng ta là cố gắng đánh Sai. Còn đánh Sai. Không dành cho Team Flash.